Vietnam-US signed commercial deals worth $21 billion. And in our crosstalk, prospects for agro-produce export in 2019. Hello there and welcome to this edition of BizLine on VTV International. I'm your host Hoàng Hằng and let's take a look at some economic highlights over the past week. Four commercial deals between Vietnam and the US with a total value of about $21 billion was signed under the witness of Party General Secretary and State President Nguyễn Phú Trọng and U.S. President Donald Trump in Hanoi on Wednesday. They include a trade deal between low-cost carrier Vietjet Air and Boeing for 100 new 737 MAX planes worth $12.7 billion and a 12-year-long agreement worth $5.3 billion between Vietjet Air and General Electric Aviation on aircraft engine supply and comprehensive maintenance service. Vietnam's newest airline, Bamboo Airways, also finalized a deal with Boeing to purchase 10 Boeing 787-9 Dreamliner planes worth nearly $3 billion. Meanwhile, the national flag carrier Vietnam Airlines and the U.S. Sabre Corporation inked a memorandum of understanding on the latter's provision of technology and aviation management software application services. According to the report of the Foreign Investment Agency under the Ministry of Planning and Investment, as of February the 20th, the new total newly registered capital increase and contributed capital to buy shares of foreign investors reached $8.47 billion, an increase of 2.5 times over the same period last year. So far this year, it is estimated that $2.58 billion from FDI projects have been dispersed, up 9.8% compared to the same period last year. This is also the highest increase in the first 2 months of the past 3 years, both in terms of value and growth rate. In the investment sector, foreign investors have invested in 18 sectors, focusing on processing and manufacturing industries and the real estate business. Vietnam's trade turnover reached $43 billion in the first month of 2019, the best January performance since in the last few years. This is according to the General Department of Vietnam Customs. The figure is $2.9 billion higher than in January last year and nearly double the average figure of $23 billion per month recorded in the 2012-2018 period. In particular, the trade value of domestic enterprises grew at a faster pace compared to the FDI sector in January, with an increase of $1.9 billion against the $973 million of the latter. Another good sign is related to the trade balance. While Vietnam suffered a trade deficit of nearly $1 billion in the first half of January, a sharp increase in exports in the second half led to a trade surplus of $860 million for the whole month. Last year was an excellent one for the Vietnamese real estate market, with positive signs coming from all sectors. According to Mauro Gasparotti, director of Savills Hotel Asia Pacific, this growth is expected to continue this year, partly due to boosts from global mega trends such as green projects and sustainable development. Besides, the second meeting of US President Donald Trump and Chairman of the Democratic People's Republic of Korea, Kim Jong-un, may leave positive impacts on the Vietnamese real estate market. In fact, demand for hotel rooms in the city have increased sharply in the days around the summit due to the attendance of politicians and delegations, media, security and logistic personnel. Viettel is among only 50 telecom companies in the world to successfully deploy the Narrowband Internet of Things, or NB-IoT, a technology developed for devices supporting Internet of Things connectivity. The announcement was made by the Global System Mobile Association before the 2019 Mobile World Congress in Barcelona, Spain on Monday.
In December, Viettel successfully activated the first 30 base transceiver stations in Hanoi with the platform set to offer services using NB-IoT technology. The IoT infrastructure and platform will be ready for customers in Hanoi and Ho Chi Minh City in the first quarter of 2019 before the company invests elsewhere in Vietnam and overseas. Hanoi, Ho Chi Minh City, and Hội An in central Vietnam are high on the top 10 list of cheapest places for travel in the 2019 Backpacker Index formulated by Price of Travel, the world's largest database of travel costs. Vietnam's capital city comes out on top of the list, with backpackers needing just $18.29 a day in Hanoi. The most expensive cities in the world are New York, Venice, and Zurich, which cost tourists at least $120 a day. Price is a competitive advantage for Vietnam, but it also requires professional service, a clean environment, and hospitable people. Those were some economic highlights over the past week. Up next in our crosstalk, we'll take a look at the prospects of agro-produce exports of Vietnam in 2019. Mm-hmm. 2018 was a remarkable year for Vietnam's agro-production, with a record number in export value as export turnover reached $40.02 billion for the first time. A wide range of Vietnamese agricultural products found their way to new and high-demand markets around the world. According to experts, the success of the agriculture sector proved the efforts of producers and the support of the government, as it was achieved during some changes regarding trade protectionism and trade tension that were happening in the world. The momentum of 2018 is expected to continue and even be strengthened by the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, or CPTPP, officially come into force. We will get to know more about 2019 prospects in this week's edition of BizLine. But first, let's watch the following clip. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, despite fierce competition and trade protectionism in many markets, agro-produce exports to Vietnam in 2018 still reached a record high of over $42 billion, a 9.6% compared to 2017. This made Vietnam ranked the 15th in the world. The five main markets for Vietnam were China, the US, Japan, ASEAN, and South Korea. Seven new Vietnamese fruits were allowed to be exported to China in the year. In February 2019, Vietnamese mango was officially exported to the US market, becoming the sixth Vietnamese fruit allowed to enter this market. Continuing the momentum, in 2019, for the first time, the agriculture sector set a $10 billion target each for aquatic products and wood products. Agro-produce exports to Vietnam is expected to enjoy lots of new opportunities as CPTPP took effect from January the 14th this year. We have invited to our studio today Mr. Nguyễn Quốc Toàn, Acting Director of the Agro Processing and Market Development Authority under the Ministry of Agriculture and Rural Development. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình ạ. Trước tiên thì xin ông có thể nhận xét về những thành tựu trong việc xuất khẩu nông sản trong năm 2018 so với những kế hoạch và kỳ vọng. Có thể nói rằng là chúng ta vui mừng nhận thấy năm 2018 lần đầu tiên Việt Nam kim ngạch xuất khẩu nông sản của chúng ta đạt mức kỷ lục là 40,202 tỷ đô la Mỹ. Đây là một con số ấn tượng, bởi vì chúng ta biết rằng là từ năm 2012, nếu xuất khẩu kim ngạch của chúng ta đối với lĩnh vực nông sản chỉ ở mức khoảng hơn 10 tỷ đô la Mỹ, khoảng 14 tỷ đô la Mỹ, thì đến năm 2016 chúng ta đã đạt con số khoảng tầm 32 tỷ đô la Mỹ. Năm 2017 chúng ta đạt con số là 36,53 tỷ đô la Mỹ và đến 2018 là 40,02 tỷ đô la Mỹ. Đây là một cái diễn biến, một cái chu kỳ thể hiện một cái sức sống mạnh mẽ của nông sản Việt Nam từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, và đặc biệt hơn nó đánh dấu một mức tăng trưởng về mặt xuất khẩu đóng góp vào thành tựu chung của
kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam đối với các cái thị phần còn lại của thế giới. Theo ông thì những mặt hàng nông sản nào sẽ nổi bật trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2019 này ạ? Có thể trong cái năm 2019 này thì chúng ta xác định những nhóm hàng có thế mạnh của chúng ta tiếp tục được khẳng định. Thứ nhất đó là nhóm ngành hàng gỗ, lâm sản. Đây là cái nhóm ngành hàng mà năm 2018 chúng ta đã đạt con số kim ngạch là 9 tỷ đô la Mỹ. Và năm nay chúng ta quyết tâm rất cao bởi vì chúng ta được một cái lợi thế là chúng ta vừa ký kết cái hiệp định đối với Liên minh EU về cái hiệp định VPA Flexi cho phép tạo một cái lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm gỗ Việt Nam có xuất xứ nguồn gốc từ Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường các nước. Cái mặt hàng lợi thế thứ hai đó là nhóm mặt hàng thủy sản. Thủy sản năm 2018 chúng ta đã xuất khẩu là 8,8 tỷ đô la Mỹ. Năm 2019 chúng ta quyết tâm mạnh mẽ hơn đạt con số 10 tỷ đô la Mỹ để mà chúng ta làm bàn đạp cho rất nhiều cái sản phẩm thủy sản chủ lực của Việt Nam. Trong đó hai mặt hàng trọng yếu đó là mặt hàng tôm và mặt hàng cá tra. Đây là những sản phẩm mà đã được cái thị trường của Hoa Kỳ, của EU và cả những thị trường châu Á đang rất là ưa thích. Và cái công nghệ chế biến sản phẩm thủy sản Việt Nam hiện là đang đứng hàng đầu thế giới. Ngoài ra thì nhóm mặt hàng sản phẩm rau quả là cái lợi thế so sánh của Việt Nam. Năm 2018 chúng ta đã đạt cái con số kim ngạch là 3,8 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu. Thì năm nay chúng ta quyết tâm đẩy mạnh sâu vào cái khu vực chế biến rau củ quả để tạo một cái giá trị gia tăng lớn cho các sản phẩm này. Last year saw the remarkable success of Vietnam's wheat products with an export turnover of $9.4 billion. The figure is one-fourth of the agriculture sector's profits. High-quality Vietnamese wheat products have been sold in over 120 countries and territories. The quality of Vietnamese wheat won the trust and approval of foreign enterprises. This Japanese company is looking for a large number of wooden boards for walls and wardrobes. We believe that the Vietnamese people are very into details, so we trust the Vietnamese workmanship. So far, the number of orders that this enterprise has received is 40% higher than the figure of last year's first quarter. Apart from basic competitiveness such as quality and price, the company also prepares for new demands. Ngày nay thì khách hàng họ đòi hỏi rất là nhiều những thứ khác một cách khắt khe, nó cũng chi phối tới các cái quyết định mà đầu tư của công ty, không chỉ ở phần nhà xưởng mà máy móc thiết bị thì cũng phải là ở những cái công nghệ mà được cập nhật. Fulfilling all international commitments is also the foundation for the wood sector to reach the export target of $11 billion this year, and quality and origin are most important requirements for exported wood. Nguồn nguyên liệu Woodland đang mua là gỗ đều được cấp chứng chỉ FSC 100%. Qua những năm gần đây thì cái gỗ bà con cũng đã để được nó to hơn, thì cái chất lượng gỗ nó tốt đẹp hơn và cái năng suất của nhà máy cũng được cải tiến hơn rất nhiều. Nhà nước và các cái cơ quan chính quyền các cấp đang tạo điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp, cho các chủ rừng để trồng rừng gỗ lớn, liên kết theo chuỗi để chế biến nâng cao cái giá trị sản phẩm. Vietnam currently ranks the fifth in terms of wood exports, but it only accounts for 6% of the market share in the $430 billion global market. There is still ample room for development, and enterprises need to take concrete steps to make Vietnam one of the world's best wood factories. Các hiệp định thương mại tự do, ví dụ như là hiệp định CPTPP, sẽ tạo ra những cơ hội thách thức gì đối với nông sản Việt Nam thưa ông? Chúng ta thấy rằng là Việt Nam đã hội nhập rất sâu vào cái kinh tế quốc tế, và trong nông nghiệp thì cũng là một cái nhóm ngành hàng chủ lực. Chúng ta xác định rằng là tham gia một cái sân chơi sâu rộng như vậy thì điều đầu tiên là phải tận dụng những lợi thế của các cái hiệp định này mang lại. Các cái dòng thuế quan của các hiệp định đa số là được giảm và được miễn một số cái mặt hàng. Do vậy mà Việt Nam có cơ hội để mở rộng cái thị trường nhiều hơn tới nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay nông sản Việt Nam đã có mặt ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, và chúng ta tận dụng lợi thế của 14 cái hiệp định thương mại tự do, và đặc biệt CPTPP vừa có hiệu lực từ ngày 14
tháng 1 năm 2019. Cái thuận lợi thứ hai, chúng ta đã thấy rằng là có một sự giao thoa về mặt khoa học công nghệ, và chúng ta sẽ tận dụng được cái lợi thế của cái sự thay đổi, cái sự trao đổi về mặt khoa học kỹ thuật giữa hai bên để chúng ta nâng cao cái năng lực sản xuất trong nước của chúng ta. Nhưng bên cạnh những cái thuận lợi kể trên thì chúng tôi cũng thấy rằng có rất nhiều thách thức. Thách thức thứ nhất là nó đến từ cả hai phía. Khi mà chúng ta giảm các dòng thuế quan rồi thì đương nhiên năng lực cạnh tranh trong nước cần phải nâng lên. Và chúng ta phải có một cái thời kỳ quá độ để cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ và các khối hợp tác xã, các cái người nông dân là những cái đối tượng mà yếu thế và những cái đối tượng mà chưa chuẩn bị hết được cái năng lực quản trị để thích ứng với thị trường, thì cần phải có thêm thời gian để mà thích ứng, bởi vì chúng ta phải cạnh tranh rất lớn đối với các cái thị trường các nước, đặc biệt các thị trường trong khu vực, như Thái Lan là một cái nước mà có lợi thế so sánh tương đối giống chúng ta, như Trung Quốc với một cái nước mà có cái công nghệ rất là lớn và một cái thị trường, cái thị hiếu khá tương đồng với chúng ta, thì rõ ràng chúng ta phải cạnh tranh trên chính sân nhà. Cái thứ hai đó là phải tạo dựng được những thương hiệu ngành hàng của Việt Nam để mạnh mẽ và được bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đây là vấn đề khi hội nhập thì cái vấn đề sở hữu trí tuệ là vấn đề hàng đầu, và vấn đề xuất xứ nguồn gốc của sản phẩm là vấn đề mà chúng ta cần phải làm tốt hơn. The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, or CPTPP, came into effect on January the 14th, eliminating tariffs for a number of agricultural products in member countries. This urges foreign investors to expand their investment in Vietnam's agriculture sector. This Dutch company has produced animal feed in Vietnam for 10 years. They just invested in a joint venture to process clean meat, which will be supplied to both domestic and international markets. Nhiều doanh nghiệp họ cũng có cái nhu cầu của những cái sản phẩm trong cái lĩnh vực nông nghiệp như rau, trái cây, thịt, cá. Thì hiện tại Việt Nam cũng một nước mà đang xuất khẩu rất mạnh một số sản phẩm, và khi mà vào cái CPTPP về cái EU Vietnam FTA thì Việt Nam có thêm một cái cơ hội, một cái điểm mạnh. 80% of Vietnamese agricultural enterprises are small and medium sized, focusing mainly on preliminary treatment, so their products have not attained a high value. FDA investors will concentrate on processing with high technology. Có thể họ không làm trực tiếp cái phần nông nghiệp, nhưng mà họ sẽ tập trung nhiều đến cái việc giống, đầu vào hoặc là chế biến đầu ra. Foreign investors are also investing in high-tech agriculture to export back to their home country or to another market. Thứ nhất là khí hậu thời tiết thổ nhưỡng thì là có tiềm năng để mà tạo ra sản phẩm có năng suất này, năng suất cao này, rồi thì có chất lượng tốt này. Vietnam ranks the second in Southeast Asia and the 15th in the world in agricultural export. However, the amount of FDI in this sector has only reached 1% of total FDI in Vietnam. Experts expect that CPTPP and 16 other side trade agreements will attract more foreign investors to Vietnam's agriculture sector. Ông đánh giá như thế nào về triển vọng xuất khẩu của nông sản Việt Nam sang những thị trường có thể nói là khó tính như là Mỹ hoặc là những các cái thị trường gần hơn là Trung Quốc và ASEAN trong năm 2019 ấy? Năm 2019 chúng ta có rất nhiều thách thức. Thách thức từ cái bối cảnh chung của cái chủ nghĩa bảo hộ của các nước lớn. Cái nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm có nguồn gốc trồng trọt, tức là lương thực của chúng ta thì cũng đã có sự thay đổi. Nghĩa là lúa gạo có thể là giảm đi và người ta nhu cầu tiêu dùng bằng những sản phẩm khác thay thế. Thì với đặc biệt là cái sự cạnh tranh khốc liệt của các cái trục cung các sản phẩm nông sản lớn trên thế giới, như là Trung Quốc, như là Ấn Độ, như là Indonesia, như là các cái nước sản xuất lớn, thì rõ ràng đây là những cái bối cảnh rất là khó khăn trong năm 2019. Tuy vậy, ngành nông nghiệp Việt Nam cũng xác định rõ là chúng ta cần khai thác mạnh mẽ vào những sản phẩm có lợi thế như tôi đã kể trên, đó là sản phẩm đồ gỗ, đó là sản phẩm thủy sản và sản phẩm trái cây. Thì đối với các thị trường khắt khe bậc cao như thị trường Mỹ, chúng ta đã tự hào là chúng ta đã vào được những sản phẩm như trái vú sữa của chúng ta đã vào được thị trường Mỹ, trái xoài đã vào được thị trường Mỹ. Thế rồi là quả chanh leo tươi của chúng ta đã đi được thị trường châu Âu.
Thế rồi là đối với thị trường Trung Quốc là cái thị trường gần nhất chúng ta, thì chúng ta đã có khoảng 8 cái loại hoa quả được xuất khẩu chính ngạch của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta cũng trong cái năm 2019 thì nó sẽ cần phải làm tốt hơn cái công tác chế biến. Như Thủ tướng Chính phủ đã nói là 10 năm nữa Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm chế biến nông sản của thế giới. Thì tôi cho rằng là với những cái bước đi quyết liệt đó của ngành nông nghiệp thì chúng ta sẽ hoàn toàn thực hiện tốt cái kim ngạch xuất khẩu năm nay đề ra của Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành là 43 tỷ đô la Mỹ. Mango has recently become the sixth Vietnamese fruit approved to enter the US market. These mangoes were sent to the US market. The approval was given to the Ministry of Agriculture and Rural Development by the Office of the USDA's Animal and Plant Health Inspection Service. Đây là một cái sự kiện hết có sức có ý nghĩa, một cái niềm vui đối với ngành nông nghiệp và đối với nông dân Việt Nam chúng ta. Việc trái xoài được xuất vào thị trường Mỹ đã khẳng định, một lần nữa để khẳng định về cái thương hiệu và các cái chất lượng, cái uy tín của nông sản Việt nói chung và trái cây Việt Nam nói riêng. Bởi vì thị trường Mỹ là một thị trường mà cũng đưa ra rất yêu cầu rất cao về mặt tiêu chuẩn, về mặt chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Vietnamese fruits have to meet many strict requirements to make it to the US market, especially conditions involving farming area, processing, packaging, and origin traceability. However, many Vietnamese enterprises are confident that they can satisfy this demand. Cái thị trường Mỹ thì theo tôi nghĩ thì nó khó hơn một tí nữa thôi, nhưng mà cái khó đó thì nó cũng không có cái gì mà cản trở với doanh nghiệp và của người nông dân của Đồng Tháp. Cũng không lo lắng gì, tại vì mình đã có chuẩn bị từ trước rồi, chuẩn bị từ 5-6 năm về trước, cho nên bây giờ hầu như là cái này là cái khởi đầu thành công của cái xoài Việt Nam mình. Each year, the US market imports nearly 400,000 tons of fresh mangoes, mainly from Central America and South American countries. On the other hand, 59 out of 63 provinces and cities in Vietnam are growing mangoes in a total area of 90,000 hectares. Dragon fruit was the first Vietnamese fruit allowed to enter the US market. Since 2008, an increasing number of Vietnamese dragon fruit has been exported to the US. The first year saw 100 tons, but 2 years later, that figure increased tenfold to 1,200 tons. Vietnam's rambutan was allowed to enter the US market in 2011. Lychee and longan were approved by the US Department of Agriculture to import it to the US in 2014. Star apple was the fifth Vietnamese fruit to meet US standards. The first batch of star apple exports to the US was completed in December 2017 after 10 years of negotiations. Vietnam was the first country to be allowed to export star apple to this market. Cách mạng công nghiệp 4.0 thì cũng đang tác động mạnh mẽ đến sản xuất nông nghiệp. Vậy thì chúng ta cần phải tận dụng và phát huy cái cơ hội này như thế nào? Rõ ràng là cái cách mạng công nghiệp 4.0 thì đây là một cái cơ hội cho tất cả các cái quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đối với nông nghiệp thì nó tác động sâu sắc vào cái quá trình canh tác, sản xuất và đưa cái sản phẩm của nông sản của chúng ta ra thị trường. Cụ thể là gì? Đó là cái việc mà điều đầu tiên, đó là chúng ta tận dụng những lợi thế của cách mạng 4.0 và đặc biệt là cái khoa học công nghệ áp dụng trong cái kỹ thuật trồng trọt để cho phép cái việc mà dùng công nghệ blockchain truy xuất được nguồn gốc, truy xuất của sản phẩm và bằng những cái mã vạch như tôi đã vừa đề cập để cho phép là người tiêu dùng biết được cái nguồn gốc của sản phẩm này và gia tăng cái giá trị của sản phẩm. Cái thứ hai là chúng ta trong công nghiệp chế biến thì có những cái mô đun về khoa học công nghệ để cho phép là một cái sản phẩm hoa quả tươi có thể chế biến ra rất nhiều dạng hình sản phẩm khác, sản phẩm đóng hộp, sản phẩm cô đặc, rồi là các cái sản phẩm mà có thể là tạo cái giá trị gia tăng cao với rất nhiều cái hương liệu khác nhau. Thì tôi cho rằng đây là những cái thành tựu rất là lớn và chúng tôi tới đây sẽ đã có một cái chương trình hành động để mà tất cả các cái đơn vị, các địa phương trong cả nước hiểu rõ thế nào là công nghệ 4.0 và thứ hai là thực hành 4.0 trong cái việc điều hành sản xuất, điều hành cái
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của chúng ta như thế nào? Thì đây là cái việc mà tôi nghĩ rằng đầu tiên phải nâng cao nhận thức, sau đó thì triển khai các cái hành động của chúng ta sát với thực tế. Trong thời gian tới thì nhà nước sẽ hỗ trợ như thế nào để xuất khẩu nông nghiệp có thể tiếp tục khởi sắc? Rồi là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì cũng đã chỉ đạo sâu sát cái hệ thống của ngành nông nghiệp, và đồng thời là đã thu hút một cái khối lượng rất lớn các cái doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia và đồng hành cùng với quá trình tái cơ cấu này. Thì trong năm tới chúng tôi sẽ làm tốt cái công tác tham mưu về lĩnh vực chế biến, về lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm, làm sao gắn bó đồng bộ hơn, không những là giải quyết cái nhu cầu của 97 triệu người dân trong nước mà hướng tới cái một cái thị trường rất rộng, 180 quốc gia trên thế giới, với những cái sản phẩm mà chúng ta tự hào là có 10 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Rõ ràng đây là một cái lợi thế so sánh mà cần phải triển khai quyết liệt để tận dụng cơ hội và thời cơ trong hội nhập. Growth of the agriculture sector reached its highest figure in the past decade, according to the Ministry of Agriculture and Rural Development. The ministry also aims for the export turnover of $43 billion in 2019 and the sector's GDP growth of 3%. In order to fulfill this target, the whole sector will need to continue expanding to new markets, developing exports to traditional markets, and utilizing the advantages brought by free trade agreements expected to come into effect in 2019. Experts are confident in even greater success than 2018 for agro produce export. And that also wrap up this edition of BizLine. For more news and updates, please log on to vtv4.vtv.vn or visit our YouTube channel at vtv4go. Goodbye for now and thanks for stopping by.